Tàu cá NA93016TS khi đang hành nghề đánh bắt trên vùng đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc bị gãy trục láp, mất khả năng điều động từ ngày 16 tháng 6 năm 2018. Trên tàu có 7 thuyền viên. Khu vực tàu bị nạn có sóng cấp 6, cấp 7, biển động mạnh, nước tràn vào tàu, đe dọa tính mạng các thuyền viên. Thuyền viên đã tổ chức khắc phục sự cố nhưng không hiệu quả. Nhận được tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp của thuyền trưởng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn cho các tàu biện pháp khắc phục, giữ ổn định trong lúc chờ lực lượng cứu nạn có mặt trợ giúp. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu SAR-411 đang ứng trực tại khu vực biển phía Bắc đi cứu nạn khẩn cấp. Sau 10 giờ hành trình tìm kiếm trên biển, đến 1 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2018, tàu cứu nạn SAR-411 đã phát hiện tiếp cận tàu cá bị nạn, tổ chức chăm sóc y tế cho thuyền viên bị bệnh. 20 giờ tối qua 19 tháng 6, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ thuyền viên và tàu NA93016TS về cảng Cửa Lò, Nghệ An an toàn, tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương.